Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một thiết bị in 3D có kích thước cực kỳ nhỏ gọn, có chiều dài và chiều ngang tương tự như một chiếc điện thoại di động mà thôi. Và tất nhiên, với kích thước nhỏ thì sản phẩm được in ra cũng chỉ gói gọn trong lòng bàn tay chúng ta. Nhưng đây là một đột phá công nghệ và hứa hẹn sẽ được áp dụng rộng rãi trong tương lai. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ với biên tập viên Nguyên Khang. Nguyên Khang rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục tuần này có gì mới. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm, đó là một chiếc máy in 3D. Như MC Vĩnh Phú cũng đã vừa đề cập đến thì chiếc máy in này có kích thước khá nhỏ gọn và kích thước như một chiếc điện thoại. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh của sản phẩm. Trong các số trước đây, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị những phiên bản nhỏ và gọn của máy in 3D. Tuy nhiên, công nghệ ngày càng phát triển và những chiếc máy in 3D nhỏ hơn đang tiếp tục được cho ra đời. Và sản phẩm trong chương trình lần này đó chính là một chiếc máy in 3D của hãng phát triển sản phẩm, đó là OLO. Chiếc máy có tên gọi cùng với hãng sản xuất OLO 3D Printer cho phép người dùng có thể dễ dàng bỏ chiếc máy in trong túi xách và có thể dùng điện thoại để điều khiển công việc in ấn. Theo giới thiệu của nhà sản xuất thì chiều ngang và rộng của chiếc máy có kích thước tương tự với các smartphone hiện có trên thị trường. Điều này đồng nghĩa với kích thước của các sản phẩm cũng sẽ nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Rõ ràng là người xem có thể cho rằng chiếc máy in 3D sẽ khó xuất hiện phổ biến bởi ứng dụng của chiếc máy không được chuyên nghiệp cũng như chỉ để dành cho giải trí. Nhưng giá bán thấp đã giúp cho sản phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như đơn đặt hàng ngay khi thiết bị còn chưa ra mắt. Nhà sản xuất đã đưa ra nhận định, với việc có 2,2 tỷ smartphone đang được sử dụng trên thế giới, sẽ không có gì hay hơn đó là gửi thông điệp và nhận bằng sản phẩm in 3D. Đây sẽ làm cuộc cách mạng trong việc giao và nhận các thông điệp có thể cầm bằng tay. Hiện tại, OLO đang hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến của di động như iOS và Android, cho đến hệ điều hành trên máy vi tính đó là Windows. Tuy nhiên, những hệ điều hành khác như macOS hay Linux hay Windows Mobile thì lại chưa được hỗ trợ. Đây có lẽ là một hạn chế trong việc phổ biến sản phẩm cho đại trà người sử dụng. Trong các clip giới thiệu sản phẩm thì phần mềm OLO còn có chức năng liên kết cộng đồng sử dụng thiết bị và những người dùng có thể gửi cho nhau những món quà thông qua ứng dụng. Sau đó thì OLO 3D Printer sẽ trực tiếp nhận thông điệp thông qua app và chuyển tải đến người nhận bằng sản phẩm thực tế. Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế thì người nhận có thể sẽ phải mất khá nhiều thời gian để có thể nhận được sản phẩm từ việc in ấn. Để giải thích cho lý do này, cần phải kể đến sự tỉ mỉ trong khâu in ấn của chiếc máy. Ưu điểm của máy in 3D OLO chính là sự tiện dụng, dễ dàng điều khiển in ấn từ điện thoại hay máy vi tính, không cần phải vẽ phức tạp như những chiếc máy in 3D công nghiệp hoặc dạng bán chuyên. Độ chính xác của OLO lên đến 32 micron. Như vậy, thiết bị sẽ tạo được những sản phẩm có độ chi tiết và chính xác rất cao, nhưng hạn chế về kích thước sẽ khiến cho thời gian in ấn bị kéo dài. So sánh với những máy in chuyên nghiệp thì OLO 3D Printer sẽ cần đến 3 giờ đồng hồ cho việc in ấn những sản phẩm mà những máy in chuyên nghiệp hoặc bán chuyên có thể thực hiện trong vòng 30 phút. Thời gian in lâu của thiết bị là do không gian và mũi kim phun bị hạn chế bởi nguồn điện và kích thước. OLO 3D Printer chỉ cần nguồn phát ra của USB là có thể bắt tay vào việc in ấn, và độ chi tiết cao của sản phẩm đã khiến cho những mũi phun phải thực hiện trong thời gian lâu hơn. Mục tiêu của dự án là thu được số vốn 80.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì số tiền thu được đã vượt rất xa so với mức mong chờ của hãng phát triển. Đó là con số lên đến gần 1,5 triệu đô la Mỹ. Những hình ảnh vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị chiếc máy in 3D đến từ một hãng sản xuất, là một nhóm khởi nghiệp ở Mỹ. Và giá của một chiếc máy in 3D này theo công bố của nhà sản xuất đó là 99 đô la một cái. Và đó là tất cả những gì mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chuyên mục tuần này có gì mới kỳ này.